quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc đang chịu đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ tại nhiều nơi xuống rất thấp. Thời tiết lạnh giá không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, mà động vật cũng không phải là ngoại lệ. Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hàng loạt hình ảnh về những con vật được nuôi trong vườn thú Hà Nội tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, phải khốn khổ vì rét, khiến nhiều người quan tâm. Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội với nội dung lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội. Bài viết kèm hình ảnh được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt, một số hình ảnh lan truyền cho thấy có một số hình ảnh về con khỉ, hươu cao cổ gầy trơ xương. Bên dưới bài viết, đa số các bình luận đều xót xa cho các con vật, số khác bức xúc vì cách chống rét cho động vật tại vườn thú không đảm bảo. Liên quan đến sự việc này, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, ông Lê Sĩ Dũng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn thú Hà Nội khẳng định, tất cả những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đều là ảnh cũ. Những ngày rét vừa qua, vườn thú đều có những kế hoạch chống rét đầy đủ, nhiều cơ quan truyền thông cũng đã đến tận nơi đưa tin nên không có chuyện các con vật ở vườn thú phải chịu rét. Về những con khỉ ôm nhau khi trời rét, ông Lê Sĩ Dũng khẳng định đây là hình ảnh đã được chụp rất lâu. Vườn thú đã lắp tôn chắn hứng gió, căng bạt chống rét cho đàn khỉ, thể hiện ngay trên những hình ảnh mà người dân đăng tải trên mạng. Do là khỉ có tính bầy đàn, các chú khỉ thường hay bắt chấy, rận cho nhau nên trời rét chúng vẫn ôm nhau. Ông Lê Sĩ Dũng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn thú Hà Nội cho biết, có thể ở góc độ của người dân nhìn vào trong lúc thời tiết đang rét đậm nên họ nghĩ theo hướng khác. Về góc độ quản lý như ông Dũng thì đàn khỉ không gặp vấn đề gì. Trả lời về con khỉ gầy trơ xương trong bức ảnh, ông Lê Sĩ Dũng cho hay bức ảnh này được người dân chụp khoảng 7 đến 10 ngày trước. Đây là khu cách ly điều trị thú bị bệnh. Những con khỉ đều bị nấm ngoài da nên vườn thú phải tách đàn để đưa vào chữa bệnh cho chúng. Ông Lê Sĩ Dũng thông tin thêm, con khỉ trơ xương hiện nay, tình trạng đã đỡ hơn rất nhiều. Hình ảnh xuất hiện trên mạng được chụp lúc con khỉ này mới được đưa vào khu cách ly. Những tin tức mới nhất sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.